thằng béo này. Hai cái thằng béo này không thấy đường mày, mắt để điếc hay sao mày? Mày có phải là tư quý như vậy không? Mày có bị lé không? Mày có phải là tư quý như vậy không? Mày có bị lé không? Ai là tư quý 97? À đủ lại là hai thằng béo bọn mày nữa hả? Sao? Hôm nay lên đây có chuyện gì? Hôm nay lên đây muốn gì hả? Thằng em đang muốn solo bắt cua với mày. À thì ra là thằng cu nhỏ này muốn solo bắt cua với tao đúng không? Sao thằng béo nhỏ này muốn solo bắt cua với tao đúng không? Sao? Tao có tin rồi, solo bắt cua với tao không mày? Ủa chứ lần trước solo bắt cua thua tao chưa sợ hả mày? Sợ có gì mày? Mày ghê đấy. Thế sao? Thế tiền này bọn mày lấy ở đâu đây? Tiền đóng học. Thế là lấy tiền đóng học lên đây rủ ra solo bắt cua à? Đấy, thế solo kèo bao nhiêu đây đâu, xem thử bao nhiêu nào. 1 triệu. 1 triệu. À, thế mày có solo bắt cua với tao không? Không. Không thì mày nói ít thôi, nhưng nãy giờ mày nói hơi nhiều rồi đấy. Rồi solo bắt cua. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Trường Quân Tên Quý Chim ở đây. Thì ngày hôm nay hai cái thằng béo hồi bữa solo map bắt cua 3 với mình mà bị thua anh em. Nó lại tiếp tục nó cầm tiền lên trên đây. Hôm nay thì nó lấy trộm tiền đóng học để nó lên đây nó rủ mình solo bắt cua các bạn ạ. Thì lần trước là nó rủ mình solo bắt cua 3, solo không lại. Thì lần này hai thằng nó rủ mình solo map bắt cua 1 các bạn ở đấy. Ui giời ơi, đi mà toàn đi cái đường dễ với lại cứ chu đít lên trời nhảy thế kia thì làm sao mà ăn lại được mình này anh em nhìn này đấy. Mình toàn nhảy đường tắt thôi đấy. Nhảy nó phải nhanh như thế chứ. Hai cái thằng béo này có luyện tập nữa chứ luyện tập mãi cũng không ăn được mình. Map bắt cua nào cũng không bắt cua lại mình đâu. Tại vì mình là một tay bắt cua thượng thừa các bạn ạ. Đấy anh em thấy mượt không? Thì do mình chơi bên sếp QQ các bạn, cho nên bên của mình nó hơi lag nhá. Nó cập nhật hơi chậm một chút nhá. Nhiều khi mình qua step 5 lâu rồi nhưng mà mãi nó mới chịu cập nhật lên step 5 này. Đấy, rồi bây giờ sẽ tới step 5 rồi đấy anh em thấy không? Đấy, mình chạm step 5 rồi mà ở trên cái bảng đếm này nó vẫn chưa tính mình step 5 là bây giờ mới tính này. Đấy. Đấy xong rơi xuống còn không chết luôn đấy. Đứng một lúc mới chết chứ. Đúng là game lag cũng có nhiều cái vui đấy. Đấy anh em thấy không? Đấy là thằng béo. Cái thằng béo là nó chơi cái nứt béo đẹp trai nha anh em. Đấy, nó đang nhảy ngang ngửa với mình luôn kìa. Mình sẽ phải vượt mặt nó rồi anh em ơi. Đấy rồi, step 6. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đúng là hai thằng béo này điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy. Cứ có tiền là lên đây rủ mình solo bắt cua mình chiều hết. Mới nhỏ mà láo, dám lên đây gạ kèo rủ mình solo bắt cua xong rồi mình đang tập thể dục lại đâm xe vào đít mình chứ ui đau hết cả đít các bạn ạ. Đấy bây giờ báo thù. Đấy anh em có thể thấy là mình nhảy đường tắt nhá. Mạng nó hơi lắc một chút các bạn ạ, mình vừa phích lại xong. Đấy bây giờ sẽ tiếp tục nhảy nhá. Ui rơi ui hơi vãi cả trưởng. Đấy ủa sao rơi xuống miết không chết thế này. Ui trời vãi cả game hư cấu. Mẹ rơi xuống đất đứng cả một lúc mới chết các bạn ạ. Rồi nhảy lên trên đây nào. Đấy. Thì game nó hơi lắc. Thì hiện tại game nó hơi lắc một chút các bạn ạ. Tại vì mình chơi vào giờ cao điểm á, nhiều người chơi quá cho nên server nó hơi lắc nên anh em thông cảm cho mình nhá. Đấy rồi bây giờ mình sẽ lên step 9 này. Đấy step đây là. Đấy anh em thấy không, mình lên step 9 mà nó còn không chịu nhận cho mình luôn kìa đấy. Bây giờ mới chịu nhận này. Đấy step 9 này là step bàn cờ vua nhá. Thì mình khá là thích những cái step như thế này. Những cái step này mình có thể sử dụng cái bộ não vào anh em. Cho nên mình rất thích, mình hy vọng là trong tương lai khi nào ra map bắt cua 4 á thì nó sẽ ra nhiều cái step sử dụng tư duy và sáng tạo hơn. Đấy mình nhảy tới đây rồi nó mới chịu công nhận mình ở step 10 này. Đấy rồi bây giờ mình sẽ tới step 11 nha anh em. Đấy nhẹ nhàng tình cảm ngay, nhảy qua đây. Đấy đây cũng là một đường tắt nha anh em. Anh em thấy mượt không? Đấy mình bắt cua thì phải gọi là thôi rồi lượm ơi luôn. Béo tuổi gì đấy anh em thấy không? Thằng béo bây giờ mới ở step 7 và mình step 11 rồi thì làm sao mà bắt cua lại mình được. Đấy step 12 luôn. Rồi nhảy vào step 12, step 12 nó cũng không chịu nhận luôn. Vãi cả lag, binh thì 1200. Thế này thì chơi cái gì hả anh em? Đấy anh em thấy không? Mặc dù binh rất chi là lag nhưng mà mình bắt cua vẫn rất chi là bờ rồ. Mình đố bạn nào mà binh lag như thế này mà vẫn bắt cua được ạ. Nhảy qua đây, nhảy qua đây, nhảy qua đấy, nhảy qua này, nhảy qua tiếp này, đấy, tới nơi luôn. Rồi, step 14 nha anh em. Lên đây luôn. Rồi, qua bên đây luôn. Rồi, trèo lên, đấy, từ đấy mình nhảy cục đây, xong mình búng lên trên đây, đấy. Xong bây giờ sẽ qua step 15, cái step hàng lưới điện nha anh em. Đấy, step đây thì anh em phải sử dụng cái sự khéo léo của mình, đấy. Né, đấy, anh em thấy ghê không? Rồi như vậy là mình tới step 16 rồi. Rồi chuẩn bị về đứt rồi anh em ơi. Rồi đấy anh em thấy không, cái chữ phi đứt kia nhá, đứt là ở ngay đấy nhá. Rồi thằng béo tuổi gì mà đòi solo với mình này thì 1 triệu chuẩn bị xì 1 triệu ra nhá. Rồi về đứt rồi yeah. Thua rồi hai bạn nhỉ. Thua rồi thì Money. Chỉ cần có money. Money.
đưa đấy, đúng rồi. Đấy, cảm ơn nhá. Sau có tiền lại lên chơi tiếp nhá. Tao không phục. Tao muốn mày chơi lại một trò chơi khác với tao. Thế là vẫn chưa phục. Chưa. Thế bây giờ muốn chơi trò chơi khác đúng không? Ok, tao chiều mày luôn chứ tao ngại ngùng gì mày. Ok các bạn ơi, như vậy là hai thằng béo đã solo bắt cua thua mình. Nhưng mà hai thằng này nó không chịu chấp nhận thua các bạn ạ. Nó bây giờ nó cứ không tâm phục khẩu phục, nó rủ mình chơi một cái trò chơi khác của bọn nó. Đấy là trò chơi ai là thắn nói các bạn ạ. Có nghĩa là bọn mình sẽ ngậm những cái miếng bắn tonic này vào trong mồm các bạn ạ. Đấy, vừa ngậm vừa nói những cái câu mà nó phải gọi là vô cùng khó, như là buổi tối đứng giữa cửa đội non cối. Nào thấy khó không đấy? Thì luật chơi của hai thằng này là như vậy. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đổ bim tonic ra ngoài dĩa này để lấy bim để chơi nhá. Xé đi mày, ai xé hộ cho nữa. Thằng này xé luôn đi. Trò chơi này, luật chơi của bọn nó là sẽ có 3 level các bạn ạ. Thì mỗi level sẽ có 2 câu để bọn mình nói, và mỗi câu sẽ nói 3 lần liên tục nhá. Rồi bây giờ ngậm 3 cái miếng bắn vào mồm, ngậm vào. Ngậm nhá, không được nhai, không được ăn nhá, ngậm vào thôi. Rồi ngậm vào, tao cứ lựa mấy miếng to cho chết mẹ mày luôn. Này, ngậm sâu bên trong, đấy đúng rồi, ngậm vào. Xong bây giờ nói câu này. Buổi tối đứng giữa cửa đội non cối. Đấy, nói liên tục 3 lần, nói đi. Buổi tối đứng giữa cửa đội non cối. Mày nói cái đéo gì đấy? Nói cái đéo gì đấy? Mày nói lại nhá, lần này tao tạm tha, lần đầu tao tạm tha nhá. Nói là nói cho chuẩn vào, tại vì đây là trò chơi của mày mà sao mày chơi dở vậy? Rồi bây giờ chuẩn bị nhá. Buổi tối đứng giữa cửa đội non cối. Rồi nói đi. Buổi tối đứng giữa cửa. Thôi mày im mẹ mồm đi. Rồi qua chứ là thằng này thua rồi. Bây giờ tới lượt mày nhưng chưa? Mày cứ cười nói cho nhiều vào. Thằng này nó nhỏ hơn nên mình lựa mấy miếng nhỏ cho nó các bạn. Này một này. Rồi ngậm thôi nhá, không được ăn nhưng chưa? Ngậm thôi. Rồi hai miếng này. Rồi ba miếng này. Rồi thằng này thua rồi thì ăn đi. Ngập thôi nhá, không được nhai nhá. Rồi bây giờ nghe câu nói này. Buổi tối đứng giữa cửa đội non cối. Non cối. Thằng này nó còn quên luôn. Nó đọc lại cho nghe nhá. Buổi tối đứng giữa cửa đội non cối. Đứng giữa cửa, trước cửa, chỗ nào ba thôi. Ai là mày thua cuộc luôn rồi, bây giờ sẽ tới lượt mình các bạn ạ. Đấy thì để công bằng thì mình cũng chọn mấy miếng to như thằng này luôn. Ngọc vào mồm như này này, một miếng nhá. Hai miếng nhá. Rồi ba miếng nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nói nha các bạn. Buổi tối đứng giữa cửa đội nón cối. Buổi tối đứng giữa cửa đội nón cối. Buổi tối đứng giữa cửa đội nón cối. Thấy ghê chưa? Ghê. Yeah. Rồi bây giờ sẽ tiếp câu tiếp theo này. Con chó cắn con cò cũng cắn con chó. Con chó cắn con cò cũng cắn con chó. Con chó cắn con cò cũng cắn con chó. Đấy, thấy là ghê chưa? Ghê chưa? Yeah. Xong level 1 các bạn ạ. Mày làm sao mà mày thắng ta được? Mày gà lắm. Ok. Tiếp tục level 2 mình cũng ngập 3 miếng luôn. Rồi level 2 bắt đầu nha các bạn. Đít lắc lư đầu lức lắc. Đít lắc lư đầu lức lắc. Đít lắc lư đầu lức lắc. Đấy, thế thế nào? Có bắt được lối không? Được. Thấy ra đọc nào cơ không? Được. Mày tuổi tôm nhá. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục câu thứ hai này các bạn này. Một dồn lố hai lố dồn. Một lồn dố hai lố dồn. Một dồn lố hai dố lố dồn. Tôi bị lố được. Cho nó lại không? Cho. Rồi mình nói lại nha các bạn. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn. Một dồn lỗ, thôi nghỉ mẹ đi. Ok, như vậy là tao được level 2.
Còn bọn mày thì không qua nổi level 1. Bây giờ bọn mày chấp nhận là thua tao chưa? Thua tâm phục khẩu phục chưa? Rồi. Thế còn thằng này thua tâm phục khẩu phục chưa? Rồi. Rồi như vậy là hai anh em nhà mày thua rồi nhá. Chấp nhận thua chưa? Rồi. Rồi này chắc chắn thua nhá. Không có không phục, không phiết hết đấy chưa? Ok luôn. Đấy, cho bắn này ăn đi. Bắn Tony ngon cực luôn này. Đấy, hai anh em chia nhau ra mà ăn. Ok các bạn ơi, như vậy là hai thằng béo đã thua mình một cách toàn diện rồi. Đúng là hai thằng béo đúng là ất ngồi đây diễn các bạn là không biết thế nào là lễ độ, dám lên thách thức mình, rủ mình chơi trò chơi thì chơi trò gì cũng thua mình các bạn đấy. Các bạn thấy mình có lợi hại không? Thì nếu các bạn là xem clip mà bạn nào muốn tham gia cái thử thách ai là thanh nói cùng với mình thì các bạn có thể kéo xuống cái phần mô tả nha. Ở cái phần mô tả mình có để đường link đăng ký và hướng dẫn các bạn tham gia. Thì khi các bạn tham gia thì các bạn sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nhá. Đấy là Robo biến hình các bạn ạ. Thì các bạn cứ kéo xuống phần mô tả nha, mình có hướng dẫn đầy đủ ở và chi tiết ở dưới đấy nha. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.